lâu chơi. Tê 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 Xin chào khán giả của Bật Nhạc Lên. Mình là Trang Pháp và hôm nay mình sẽ chấp nhận thử thách của Song Association. Let nắng hình như trong từng tia nắng có nét tình nghịch bạn trai, hình như trong từng hạt mưa. Mình phải nhanh nhất trong khoảng thời gian này đúng không? Tiên nữ, chú chết rồi. Tiên nữ, cô gái trong mơ. Có bài thử từ tiên nữ không ta? Bỏ qua. Chị là một chút thôi, chú đeo đuôi những lúc người kế bên. Chắc em đã có người ở gần bên, nhưng em sẽ vẫn đứng nơi đây và chờ em nhớ. Nhớ đến anh, lòng này nhớ đến anh, em nhắn gió mây mang chào. Yêu thương anh trao là tia nắng ngọt ngào và đang bài gì sang tự viết vậy nhỉ? cho con được tự viết cái gì ta? Bỏ qua. Baby, and I'm like baby, no, I'm like baby. Bối rối. Thôi, khó quá. Hôm nay, từ hôm nay em sẽ chẳng mong chờ những vấn đề còn hợp. Lo chơi. Tê tê, tê tò tê tít tò tê tê. Tê 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 tê. Lo chơi, đọc lúc nào ta bỏ qua. Cái gì vậy? Hạnh phúc. Chết rồi, khó quá, thôi bỏ qua. Bé. Bé ơi từ từ, bé ơi từ từ. Let it be. Nụ hôn. Bỏ qua đi. Giữ kín. Bỏ qua. You. I wanna be with you no matter what they say. Bài gì ta cũng không biết luôn. Bad. I'm a bad boy, da 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 da. I'm a bad boy, I'm a bad girl. I'm a bad gì nhỉ? I'm a bad guy. Chết rồi, xấu hổ quá. Ghen. Bởi vì anh ghen này. Da 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 da. Thương để sau. Thương. Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba. Hình như trong từng tia nắng có từng nhịp bạn trai. Chết rồi, tự mình thấy là cái từ điển âm nhạc của mình nó hơi hạn hẹp nhá. Honey, you're my honey bun sugar bun, bambi yummy yum skin, you're my sweetie pie. Ra như chưa từng quê, nếu như chưa từng quê. Rồi, hơn tập thể dục nhá. Ê, cũng ok chứ mọi người. Cũng ok đấy. Cũng khá khá đấy. Trời ơi, chưa. Nhưng mà sao toàn những ca khúc thiếu nhi. 15 câu không? Chính xác luôn đấy hả? Ôi, sao mà không bao giờ mình trúng sổ số cơ. Cảm ơn mọi người đã cùng theo dõi phần thử thách của Trang Pháp. Mọi người hãy cùng follow kênh Bật Nhạc Lên để có thể có nhiều thêm thông tin nữa nhé.